Thank you.
Hello. Okay, we start now. All right. Chào các bạn đã tới cái buổi podcast này của tụi mình ha. Thì không không biết có nghe mic không Khương? Khương có nghe mic không? Alo. À, sorry, nãy mình Rồi, ok. nãy bảo Rồi thì chào anh mừng các bạn đã tới buổi podcast của hôm nay tụi mình. Thì hôm nay á, buổi podcast này mình sẽ nói về patch và cách để mình thay đổi từ patch và mình chuyển qua sử dụng một cái xịn hơn là GSH. Thì hôm nay tụi mình á, có một bạn tên là Khương, thì bạn này cũng đã có sử dụng GSH rồi và mình cũng dũng dũng đi xài patch. Cho nên thì mình muốn podcast này bạn nó sẽ chỉ cho mình giống như những cái hay ho, giống như là cách mình chuyển qua từ patch mà để sử dụng GSH. Sao good right? Ok. Dạ. Rồi thì bây giờ chắc cho để mình share cái screen mình lên. Đến với hôm nay mình tên là Khương ha. Nói chung thì hôm nay là cái buổi talk cơ bản vui vẻ với anh em. Ok. Cha Rồi. cha vậy. Ok. Mac OS Big Sur nha, không phải Montreal Yeah. Xem ra anh Rồi. cũng kịp thời đại đến gì. Rồi để mình tắt Không cái không, màn hình. vẫn còn thua chứ nhỉ. Ok, không biết trên live đó mình thấy rõ không Phương? Có thấy được Rõ cái nhưng mà hơi nhỏ xíu, hơi nhỏ kiểu đúng không? nếu mà Ok. mình chia sẻ một cái window á thì nó có vẻ nó sẽ hợp lý hơn, nó tập trung vào cái Hợp lý hả? ừ, nó Nhưng tao thấy cái background đó nó hơi đẹp. ok. Ok rồi. Thì lúc mà cái câu hỏi mà chuyển từ bát sang GSH này đó, tôi cũng là muốn hỏi là cách đây cũng phải 2 3 tháng rồi mà cũng chưa chưa có cái cơ hội để làm. Thì khi mà hồi xưa đó là bên bên Mac đó, thì lúc mua con máy này á là nó chạy thời Mojave. Thì do đó là cái Interact Terminal của nó sử dụng là Bash đó, mà không biết tại sao mà khi mà lên hệ điều hành mới á, mà nó cũng không có chịu update lên sử dụng default là GSH cả. Lên mạng search đó thì nó nói là mấy cái Mac OS đời mới á, thì nó đã giữ cái shell GSH là default rồi, mà sao cái con máy máy của tao là nó không có sử dụng cái GSH, cũng thấy lạ đó. Rồi thì Hương có biết cái cách nào để mình chuyển không? Thật sự thì cái việc mà default của nó mà để chuyển á nó cũng khá dễ ha. Tại vì ở trên đây á, cái bash á, bây giờ khoan khoan mình bắt đầu nói về tại sao mà là Mac OS nó lại có một cái shell ban Đúng đầu rồi. là phát đúng không? Mình phải đi về cái cội nguồn của nó là tại sao mà ban đầu lại Mac OS lại có một cái shell nó như vậy. Cái mà bạn nói chung chúng ta đang thấy ở trên màn hình đó của Duy á là gọi là một cái shell, nó ghi rõ ràng luôn kìa là the default interactive shell đúng không? Vậy thì cơ bản á, cái shell nó là cái gì đúng không? Thì ở cái thời mà đầu nó đính chính luôn á là Mac OS á, thì nó là một cái hệ điều hành Unix đúng không? Nó là bắt đầu phát triển lên bằng nó phát triển lên dựa trên là Open BSD thì nó cứ phát triển lên tiếp vậy á. Thì cái mà nó những cái thời xưa thì người ta đâu có xài UI đâu đúng không, người ta chỉ có xài là chữ đánh lệnh vào thôi, thì nói chung nó cũng là legacy thôi, nó đi theo cuộc đời nó giống như là gọi Hồi là xưa cha truyền con nói vậy á, hiểu không? Có cái xịn xịn này cha truyền lại cho con nè, cái hũ vàng này nè con nhớ giữ nha. Thì thằng OpenBSD thằng macOS nó cũng kiểu wow cái hũ vàng này xịn quá cha, con giữ mãi luôn nha. Thì macOS giờ nó có cái shell luôn, nó quyết định là ok. Còn về lý do tại sao mà nó giữ tới bây giờ hay là tại sao nó vẫn trong macOS nó vẫn support này nọ thì cái đó mình không biết, nhưng mà cơ bản là một cái tính năng mà có cái shell á thì nó là một cái chức năng vàng, chúng ta cái chức năng vàng. Thì trước tiên á, là nó có nhiều shell lắm chứ không phải là chỉ có bash và gsh không, cơ bản thì nó có cả nếu bạn sợ Thật thì thẳng đúng rồi, đúng rồi, how many shell á đúng không, đấy. shell Xem ha xem family. chắc Ôi, shell family thì nó cũng không ra đâu, nhưng mà mình sẽ sợ Unix là unix shell à? Family family tree. tree maybe nó Ok. sẽ có
Em xin coi hình ảnh thử ha, thì nó sẽ có rất là nhiều. Thì con cũng không biết là nó cái đời đầu tiên á, là cái sale nó là cái gì, hiểu không, cái là cái gì. Nhưng mà hiện giờ thì cơ bản thì ai cũng xài bash hết. Lịch sử thì mình không nói ở đây ha, mình chỉ cần biết là cái bash sale á, là nó cái tần suất sử dụng của nó rất là nhiều. Các bạn thấy không, có SH nè, KSH nè, CSH rồi TSH rồi bash, kiểu what the hell. Rồi thì cơ bản thì nó có nhiều đúng không, nhưng mà cái sale á, nó là cái bao bọc cái hệ điều hành của bạn, nó quản lý rồi nó chạy chương trình trên trển. Thì làm sao mà mình di chuyển từ bash đúng không qua ZSH đúng không? Cái này á, mình sẽ quick search một tí ha, how to migrate from bash to ZSH đúng không, how to install ZSH. Mình thấy có cái cách nữa đó, là khi mà mình lock cái mở cái terminal bên Mac lên á, là nó có chuyện mình sẵn luôn. Là tôi update your account to ZSH rồi run run cái lệnh. Dạ, như thế này của mình thì mình cũng hơi sợ để ấn đó, mà nó thấy là mình lại thấy là please visit nữa, thì có thể mình vô thử cái link này ha. Đúng rồi, mình xem coi nó có gì. Mình cũng chưa vào cái link đó. Recommend của Apple thì họ đó, thì họ cũng mở ra cái Dflow, họ giải thích cho mình. ZSH như Khương nói nãy là G-Shell. Đó. G-Shell. Nó thì nó có từ thời của Catalina. Và ai mà máy mà mua trước Catalina đó là bị xài patch, nó không có tự chuyển lên, giống như mình là mình mua từ hồi mua HV nè. Hình như cũng giống Khương đúng không? Đúng rồi. Đó. Thực sự thì mình mua 2019, thành ra là mình sẽ có update lại ZSH luôn. Mình là hồi xưa là mình xài Linux, mình xài con Ubuntu thì mình xài bash. Cái mới đầu mình vô trong đây mình thấy ủa, the hell, ZSH. Cái mình cũng kiểu nó có giống gì với bash không ta. Theo mình cảm thấy nha, mình xài như thì nó cũng khá giống. Tuy nhiên thì nó có những cái điểm mạnh mà bash nó không có, đó là highly customized. Còn bash thì nó được nhiều người xài, được nhiều người dùng, kiểu như cái tần suất mà người ta dùng bash nó nhiều hơn là thằng ZSH. Nói chung là mình không đi sâu vào cái tại sao người ta dùng bash, người ta dùng ZSH ha. Nhìn vào lúc này thôi, lúc sau mình sẽ nói tiếp cái vấn đề đó ha. Rồi thì mình sẽ coi thôi nó làm như thế nào. Cái hướng dẫn của nó ha, đây nó đó, mình thì nhìn sơ qua nãy nó chỉ mình cách gõ comment line, rồi ở đây nó chỉ mình cách click UI nữa, click GUI nữa. Thì mình cũng không biết là xài cách nào nữa. Thấy có vẻ như cái terminal có vẻ nó cool hơn á. Đúng rồi, mình sẽ làm cái cách đó đi ha. Rồi. Không biết cái lệnh này cần phải sudo không ha. Mình nghĩ là sẽ cần. Chắc thử đi ha, dán thử đi. Rồi, không biết CH là cái gì ha. Thì hình như là để mà coi mấy cái helper của những cái tool này á, thì mình ở command đúng không Khương? Chữ man đúng rồi. Okay. Đúng rồi, sẽ coi cái đó rồi. Thì mình sẽ coi bạn Khương có nói cái chữ gì mà BSD gì đó, đó thì cái tool này cũng thuộc BSD, là legacy của những cái hệ điều hành Unix nãy Khương nói đó, trong cái family tree đó. Thì okay, mình thì sẽ thấy đây nó sẽ có tên đó là Thompson Pass thì không có. Ô, nó có là the behave. Thì thường thường á mình xài những cái hệ điều hành á, mình phải đọc coi là cái mấy cái này nó làm được cái gì đúng không? Thì yes. Change path, allowing user database information, bla 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 gì đó. Ui cái này fan quá. Ồ, mình đọc xong mình cũng kiểu nhức đầu. Nhưng mà mình nhìn ở trên nó gì, mình kéo lên á mình sẽ thấy, kéo lên trên nữa. Mình thấy không? Synonymous đó, nhớ không? Nó ghi là trừ L là cái gì, trừ U là cái gì và trừ S là cái gì đúng không? Đúng không? Yes. Rồi thằng Mac nó đang chỉ mình gì, mình ra mình coi thử rồi là mình biết rồi. Rồi ok, thì mở thêm một cái terminal nữa thì commenty thì đúng, nó chỉ mình là chữ S đúng không? Chữ S. À, chữ S đúng không? Là okay, chỉ mình cái shell khác đúng không? Kiếm cái đó ha. Đúng rồi. Chữ L nè. Đây này, new shell. Đó. Attempt to change user shell to new shell đúng không? À, thì it's kind of simple right? Như các bạn thấy rồi đó, nếu mà các bạn sử dụng UI đúng không? Đây là một cái điểm mạnh của sử dụng SEO nha. Nó rất là straightforward đúng không? Bạn muốn cái gì thì bạn ghi cái đó. Còn nếu mà bạn sử dụng UI nha, thì như mình nói rồi đó, cái gọi là
lỗi con người á, chẳng hạn như bạn tưởng tượng đi nha, có cái bạn nhớ khi nào bạn chơi game không? Are you want to quit this game? Yes or no? How many times bạn click vào no? Đúng không? Kiểu như nó đặt lộn bên đúng không? Kiểu oh my god, what am, kiểu như là tôi đang làm cái gì vậy? What am I doing? Đúng không? Mình click lộn cái đúng không? Ở đây cũng như vậy. Yes. Đúng không? Bạn nghe thấy nó khá nhiều thông tin đây đúng không? Đúng rồi. Khá nhiều warning. Warning rồi nó ghi là advanced option đúng không? Rồi oh my god, nó quá nhiều thứ đúng không? Tuy nhiên thì các bạn thấy có nhiều cái giải pháp, cái solution cho một cái vấn đề, chỉ cần có một dòng lệnh thôi là nó đã giải quyết được rồi, thì nó cũng là một cái điểm lợi của SEO. Yes. Thì bởi vậy đúng rồi, thì nên là mình thử đi, mình thử mình dùng thử cái phương thức ở trên terminal thì nó nhìn ngầu ngầu thôi. Ok, thì không biết cái này là sao ha, thì mình có biết là cái bin này nè là những cái file binary mà cái giống như CNH thì mình cứ nghĩ nó là một cái thư viện đi đó, rồi nó là mình biết là cái thư viện này nó burn thành một cái binary, và cái chỗ này nó chở là nó chở tới cái binary đó, và tụi mình học binary thì mình có thể là execute được đúng không Khương? Đúng rồi, đúng rồi. Hello. Cái binary chính là đó, cái, thì... mình đó. Cái binary đó. Chính là cái giờ mình chứa những cái thử luôn ha. Thử đi, đúng rồi. Đúng rồi. Exactly. Mình là thôi mình copy đi cho là đúng rồi, copy cho nó lành. Nhưng mà mình cũng đừng có sợ về cái vụ đánh vô ha. Không sao, nó cũng không có. Thì chú ý cái này là mình vẫn còn làm bash. Ok, mình paste vô. Paste vô, enter. Ok, nó cũng hỏi nè. Đúng rồi, vậy về và nó đã đòi quần admin đúng không? Rồi. Đó, thì nhưng mà sao mà mình biết được là mình có đang dùng cái shell nào đúng không? Thì ở search Google mình đúng thì Duy cứ search Google trước đi. Nó okay. Sẽ là how, kiểu như là nó sẽ là gì ta, how do I check what shell I am using cũng được, hay là check shell using gì đó, current shell đúng rồi cũng được. Thì ở đây mình thấy nó có một cái path variable là nó export ra nè. Đúng rồi, chắc mình còn cái này path variable thì mình sẽ echo nó ra. Thì như các bạn biết đó, thì cái bash và gh đó, nó come with the oh shit. Khoan đã, thứ nhất là cơ bản là mình chưa có gọi là mình đúng rồi exit, mình load lại cái section của mình đúng không? Mình thử mình tắt cái section đó xem, rồi không phải exit nhưng mà mình tắt cái terminal đi, tắt win. Ok, cái này bên đây nó đang chạy manual, để tắt hết. Okay. Mình tắt hết cái section đó đi, mình command Q á. Rồi. Q cái item đi luôn. Command Q chắc bên Linux chắc không có đúng không? Yeah, nhưng mà nó cũng có một cái tương tự. Thì mình đúng không? Thì mình đã thành GSH đúng không? Thì mình thử echo shell xem nó có update lại cái variable của mình không. Mình nghĩ là chắc không đâu. Mình nghĩ là chắc có. Đúng rồi, có. Nhiều lúc mình cũng nghi ngờ bản thân. Question rồi. Cái ability của mình. Nhưng mà thấy chưa, các bạn thấy không? Thì nó update lại. Thì nãy như mình đang nói á, là cái bash và cái gsh này á, nó come with chứ. Có nghĩa là nó đi với cái packet, một cái gói, là một cái ngôn ngữ của nó, đúng không? Cái ngôn ngữ scripting, đúng không? Thì các bạn có thể coi là gọi là bash scripting, gsh scripting gì đó, bash và gsh script. Missing language. Okay. Mình không đúng rồi, cái gì nó gọi là bash. Có một cái câu hỏi trên Stack Exchange thì mình thấy nó cũng khá hay, là có một người hỏi sorry máy mình hơi lag tí xíu đó, là bash script là những cái script mà mình viết với cái language bash thì nó có compatible với gsh không, thì mình sẽ xem người ta trả lời nào. Kéo xuống là có thấy upvote nhiều là sao, tại là trust cái bộ đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà Stack Overflow hay là Stack Exchange nói yes thì surely yes. You nói see, các bạn thấy rồi đó, thì I found out, thấy không? The syntax really close to the bash, thấy không? And I did not get nói what, thì nó nói là cũng có một số rất là incompatibility. Lộn, nó không có chú ý là có cái không cái tương thích nào hết. Tại vì ông ấy là chuyển từ bash sang GitHub 6 năm rồi, và nó có gọi là seamlessly, đúng không? Nghĩa là không có chuyện gì xảy ra hết.
thì có vẻ là xem ra thì bash shell, cái bash strip và syntax strip hình như nó là một, mặc dù nó có syntax khác nhau. Theo theo mình nhớ là mình đã từng làm một cái gọi là server login information đó. Bạn thấy là cái shell của bạn nó hoàn toàn trống đúng không? Vô nó chỉ nói là hôm nay ngày mấy thôi đúng không? Di béo có thể là chuyển qua coi thử. Mình sẽ thấy đúng không? Là last login. Thì những cái việc này á, mình có thể gọi là customize được. Cái hạn như mới vừa log vào cái shell đúng không? Nó sẽ nói là máy hôm nay là bao nhiêu RAM, bao nhiêu GB đúng không? Đã xài bao nhiêu. Tại vì những cái người mà làm server á, khi mà họ muốn attach vào một cái máy nào ở trên cloud á, thì họ đều phải dùng shell hết đúng không? Hoặc là họ có dùng RDB nhưng mà đa số thì họ dùng là gọi là Linux shell để mà họ vào nó thì attach vào hết. Thì những cái lúc mà họ vừa login vào đó, họ cần biết một số thông tin đúng không? Thì những cái thông tin đó đó bạn có thể là sử dụng bash strip hay là những cái đó để mà có thể in ra liền lập tức để mà coi như coi liền cái quick look á. Coi coi RAM nay nó có lên 100% chưa? Server nó có chết chưa? Chẳng hạn ví dụ đại khái giống vậy. Đó thì cái đó mình có nếu mà mình có đủ thời gian á thì mình sẽ thử customize thử. Biết đâu thì nó sẽ quậy banh cái máy của bạn Di luôn. Xong tiên. Rồi thì bây giờ mình đã đổi được đúng không? Thì để mình coi coi cái câu hỏi mà những cái câu hỏi mà hôm nay bạn Duy đã chuẩn bị ha. Đổi rất là dễ các bạn thấy không? Nhưng mà cái mà các bạn Duy mà muốn á là gọi là sao ta? Cho nó đẹp đúng không? Đây đây Duy... cái mình muốn là vậy nè. Hồi mấy hôm nay mình có coi YouTube mấy anh kia mấy anh quá mấy anh nhìn nó rất là ảo luôn. Đó mình thấy là mấy cái terminal của mấy cái bạn cái đó là nó có màu sắc các kiểu rồi đúng mình, rồi đây, mình đây, bây đây, giờ nhìn đó. Nó chắc bóc hơi phiền, mình nói hẳn là nó hơi ok. Yes. Rất là phiền. Thì tại vì á nãy giờ mình có nói mình thì mình không có xài kiểu như là hardcore shell rồi hay là hardcore customization gì hết. Kiểu như mình cũng còn hơi nhút ở cái mảng này. Nhưng mà lúc trước mình cũng thấy mấy anh này làm đẹp quá, hiểu không? Kiểu làm thế nào mà mình có thể đẹp được như mấy anh, hiểu không? Ngầu như mấy anh, kiểu như chỉ cần thêm miếng màu là mình có pro hơn vậy. Nhưng mà thật sự thì không phải. Nhưng mà nói chung mình cũng tìm ra được cái cách đó. Thì cái keyword á, là đầu tiên á, là nó có hai cái ha, nó gọi là oh my zh. Như các bạn thấy trên cái nó cũng có ghi top 10 plugin oh my zh đúng không? Thì nếu mà Duy search lên oh my zh là gì á thì nó là một cái gọi là framework, nó nói gì á framework dành cho cái zh. Nếu mà search lên gì thấy đúng không nè, unleash luôn phải không, kiểu do terminal like never before, nghe nó quảng cáo là kiểu ây da, cái này chắc chắn là phải cài rồi, không thể nào không cài được hết á. Thì đúng như là như vậy, tất cả các bạn nào mà xài zh á hầu như họ đều cài cái quỷ này hết đó. Thì chủ yếu là nó có những cái plugin vô thôi. Thì bây giờ mình bắt đầu cái bước đầu tiên ha, install okay. OpenZH nghe là biết là khá dễ đúng không? Cơ bản là bạn chỉ cần click like curve thì hai cái này nó cũng khá là similar. Cái purpose của nó, cái mục đích của nó đó, là tải cái file install về trên đó đó. Đó thì nó đó thì mình copy cái đó thôi là xu kèo. Mình để mình vào đau lát ha, cái gì mình muốn phân xóa cho nó dễ. Address not found. Why? Whoa, hold up. Rồi. Hold. Ô, khoan đã. Gì xảy ra vậy? Không, bạn cứ CD được nhưng mà LS không được đúng không? Yes. Thì bạn tắt cái shell lại, bạn mở lại đi. Nó đang load đấy. Ok. Đừng rung. Okay, mình lại mình lỡ. Comment not found luôn rồi. Oh my god. Thấy chưa, đây là tới lúc chúng ta debug. Tại sao nó như vậy trong khi bạn CD được mà đúng không? Đúng. Lờ được rồi. CD mà. What? No. Chúng bạn CD được đúng không? Bạn thử CD rồi. CD được.
hình như mình nhớ là cái lợi ích trong đây nó đã đổi thành cái chữ gì rồi, chữ L hay sao, phải có chữ L thôi. Vậy thì not found in GitHub. Không phải not found in GitHub. Đúng rồi. Cha. Oh. Từ từ. Kéo xuống bạn ơi. À rồi, thấy chưa? Chúng ta có thể chúng mess ta up. Đã. Đúng rồi, đúng rồi. Thì cơ bản chúng ta có hai cái lệnh ha. Tại đúng rồi, thấy chưa? Nãy Duy có nói về cái path đúng không? Đúng không? Thì cái GitHub á nó cũng phải cái in giống giống như là trong bash đúng không? Thì nó có một cái path, nó chứa những cái gọi là những cái lệnh mà mình có thể sử dụng trong bin á. Thì có thể lúc mà mình manually á mình làm á, đúng không? Mà mình quên cái gì đó đúng không? Mình chưa update lại cái path thì nó sẽ có vấn đề như thế này. Thì nó nói ở đây thì cũng khá là nặng, kiểu messed up your path variable đúng không? Thì bây giờ mình có thể echo cái dollar sign cái path đó xem thật sự là mình có cái gì trong cái path. Dollar sign hả? Dollar sign. You see, dollar sign của chúng ta thì cái path của chúng ta đúng không? Nó chỉ có là flutter thôi. Cái flutter của mình. Rồi xong mình đúng rồi. Không, đúng không? Đúng không? Thì how could it be đúng không? Thì bây giờ nó có hai cách. Mình từ từ mình nhìn vào cái đó sao ha. Thì mình nếu gì béo phải CD vào home. CD bình thường thì ấn chứ CD thôi gì béo. CD thôi. Home hả? Không không, CD là về home rồi. CD cơ bản ấn CD không là về home rồi. Đó thì okay. Mình sẽ bây giờ mình không thể coi được đúng không? Đúng không? Nhưng mà cái bài đúng không? Nhưng mà mình có thể sử dụng bash để mình sửa lại được. Mình có thể ấn bash để mình vào bash shell lại để mình thử lại bash xử lý cái lệnh đó hả? Ấn chữ bash được. Bash. Dạ, có lẽ stream. Oh my god. Ít hack là được. Hình như ít hack cũng trả được luôn, hứa luôn. Vậy thì bây giờ vậy cũng có. Bây giờ bạn biết phải làm gì không? Chúng ta sẽ dùng manual bằng tay. Chút sợ. Không được rồi. Phải bằng tay, bạn có nghĩa là bây giờ mình sẽ phải nhờ vào gọi là kiến thức Linux. Bằng chắc chắn là cái này mình sẽ không làm bằng terminal được rồi. Mình có cách này nè. Hoàng Duy, xong rồi mình vào cái binary của mình. Được không ta? Đúng rồi, xong rồi mình đó. Kiểu như là mình là manual nó bằng mình gọi nó ra thẳng đúng không? Yes. thì cũng dễ thôi. Bây giờ Duy nè, sạc pin. Duy đừng CD nữa. Duy cần CD bình thường đi. CD bình thường. Đúng rồi, CD rồi bây giờ sạc pin. Sạc pin. Sạc. Rồi. Lợt. Sạc. Lợt. Rồi, ấn thôi rồi. Pretty cool. như các bạn đã thấy rồi đó, đúng không? Thì nếu mà bạn messed up cái path đó đúng không? Thì thế nào giờ? Kind of fucked, right? Mình có thể gọi là mình bây giờ sạc pin LS trừ ALT xem coi là ok work cái binary LS của mình nó work đúng không, cái binary thì vẫn ok đúng không, gì cũng khá yes. Hay khi mà kiểu như là mà cũng nhanh nhạy á, nhưng mà kiểu oh my god sao được cái này đuôi đúng không, và lấy là LS không được lấy không ổn rồi không ổn rồi bro damn boy. Thì các bạn sẽ thấy là nó Duy kéo lại đi, mình sẽ có thấy là Duy sột đúng không, ở trên GXHRC á là Duy cài khá nhiều những cái nè mình sẽ có nè từ từ mình kéo xuống thì nó sẽ có bash profile đúng không, gì thấy không ở đúng, dưới á chấm bash profile rồi ở bên dưới á nó cũng có một cái gọi là chấm GXHRC nữa đúng không, nó sẽ có ở dưới. Thì đầu tiên bây giờ mình phải ráng fix cái path mình lại đúng không? Đúng rồi, mình phải fix cái path mình lại. Thì how thì bây giờ thì tới có một cái gọi là sao?
trình soạn thảo văn bản, còn nghe chưa? Thì ở trong những cái sale này á, giống như bạn thấy không, bây giờ kiểu nó bằng chữ không à, mình phải có một cái trình soạn thảo văn bản đúng không? Thì theo như Khương biết á, Khương với Duy đều xài đó là Vim, nước rửa một cặp Vim. Ok, rồi bây giờ ở đây chắc chắn mình nói cái này là không được rồi. We cannot do that. So có thể là mình sẽ sử dụng cái này để coi có hay không, đúng không? Không biết là mình có hay không mà. Kiểu này Vim chấm pass profile. Nhớ yeah. Nhớ cái đó không? Profile. Rồi ok, chắc cái này mình không biết được hay không nha. Mình không biết được hay không. Oh, hình như là mình phải coi là cái Vim nó nằm ở đâu, đúng không? Cái binary nó nằm ở đâu? Mà cái Vim nó nằm ở đâu? Lúc trước nó nằm bên cái bash thì mình biết được. Thực sự bây giờ mình dễ hơn á, thì mình sẹt bin bash đi để mình vào cái được cái bash cho nó dễ, hiểu không? Ok. Lạy hồ lạy chúa. Quê vẫn không tìm thấy nè. What? Lỡ xém. Oh no. Không được luôn. Vậy thôi mình copy cái đó đi mình ơi, bạn ơi, exact bin chút. Cái này hả? Cái ở dưới. Ờ chắc mình exit cái patch. Exact nó coi, exact. Được. Nó. Oh my god. Hay là mình kéo ở trên đi, mình copy cái ở trên nó Duy. Cái ở trên cùng cái gì? Trên cùng đúng không? Đúng rồi, để mình update lại. Ở trên hết luôn, thêm cái export path luôn. Thói quen mình ấn clear, giờ mình biết clear ấn không được nữa, mình khá là rất là buồn. Em ta thử. Được không? Rồi, bây giờ thì chắc là mình nghĩ là mọi thứ ổn rồi đó. Để mình giải thích luôn tại sao và cái path này nó hoạt động ha. Cái này nó gán vào, xong rồi nó kiểu như nó export cái path ra lại á. Nhưng mà theo mình nhớ là cái này nó không có nhưng mà mình phải check lại cái đã, đúng không? Mình phải check lại, mình echo path ra xem nó có những cái này chưa. Bây giờ bạn tắt cái sale này coi để coi là tắt luôn comment quy xong rồi mình mở lại rồi mình thử lỡ hết em vẫn bị đúng không, thì mình copy lại cái path đi, mình phải làm cho nó permanently đúng không? Không. Đó, rồi. Thì bây giờ mình ấn lỡ mình kiếm cái bash profile á. Vim cái bash profile đó. Vim. Vim dot bash profile. Dot bash dot chấm bash chứ không phải là chấm sẹt. Dot hả? Chấm đúng rồi, chấm thôi, không có sẹt gì hết đó, chỉ chấm bash profile thôi. Thế? Rồi vim thì mình thấy mấy bạn thấy không? Path của mình á, bạn thấy không? Những cái path của mình á là nó chỉ có cái flutter bin nãy mình thấy đúng không? Đúng không? A kind of rồi mình không thấy một cái path nào nó sao? Nó liên quan gì tới user bin đúng không? Gì thấy không? Không biết là lúc trước khi có xóa không, xong rồi vô tình nó chạy được tới bây giờ mình phát hiện ra là nó không được. Không nữa. Không đúng biết không? Bên máy Khương đó nó hiển thị sao ta? Để chi tiết chiếu thử. Ok, máy Khương từ để Khương share cái màn hình. Để mình cho Khương lên. Share screen Windows. Thấy rồi chứ? Ok, thấy rồi. Đúng không? Oh. Cái share của mình thì nó cũng cơ bản thôi. Nhưng mà bây giờ mình cũng sẽ vim cái bash profile như của Duy. Thì của mình nó hơi nhiều miếng ha. Như các bạn sẽ thấy ở trên đây á. Từ hình như ở dưới đây nè. Đâu rồi ta? Đây nè. Mình có một cái sụt profile này. Trong cái profile này mình cũng đã có những cái path sẵn rồi. Thấy không? Những cái path đó là cái path bình thường của mình. Và ở dưới đây á, là những cái mà mình hay xài, chẳng hạn như mình có một cái tool Jira đúng không? Mình không có muốn cái binary nó, mình lúc nào mình cũng phải vô cái folder này nè để mình kích hoạt đúng không? Thì mình biến nó vô trong cái path đúng không? Rồi cái Chrome driver, rồi Metasploit của mình, rồi những cái này nọ, Conda chẳng hạn. Thì bây giờ mình kiếm cái file chấm profile đi ha. Thấy không? Rồi, nó sẽ có thôi. Đây nè, các bạn có thấy đúng không? Mình
có rất là nhiều đúng không, hơi xấu đúng không, nó nhìn hơi xấu đúng không, nhưng mà các bạn sẽ thấy để ý là mình có là user Zeroska sạc pin, user local pin, user sạc local, nói chung là pin đúng không, binary đúng không. Thì bây giờ mình echo cái path cho coi ha, thì nó sẽ có đầy đủ hết. You see, nó kiểu như nó lot luôn đúng không? Đúng rồi, nó có cái sạc pin nè, local pin nữa. Nó thành ra lúc mà mình đổi qua đó, mình không có gặp vấn đề gì, tại vì là mình biết là trong cái configuration của mình á, nó đã có đầy đủ hết rồi. Còn của Duy á, mình cũng rất là bất ngờ khi mà vừa vào là nó trắng trơn, kiểu nó không có gì luôn đúng không? Kiểu giống như là nó một cách thần kỳ nào đó nó sẽ chạy được tới bây giờ đó, đúng không? Right. Bây giờ thì mình sẽ cho rồi bạn coi một cái khác nữa ha, ZHRC. Ok. Nó có scenario giống cái kia không? Giống cái patch của hai không? Nó cũng khá giống. Bạn thấy không? Nè, khi mình cũng nói là if you come from patch, you might change your patch, thấy không? Mình cũng comment khá rõ đúng không? Thực sự thì cái này là cái dòng mình comment nè. Còn những cái dòng khác là của anh ta. Okay. Thì ở đây mình cũng phải export những cái cũ của mình khi mà mình migrate từ bash sang zh. Có thể là mình không có rõ là cái này của mình là có dư hay là thiếu ha. Tại vì cái lúc mà mình chuyển qua đó, mình cũng khá là rối như bạn Duy. Kiểu the hell, thật sự là mình gặp cái lỗi đó rồi. Là có nghĩa là cái path của mình nó mất tiêu đúng không? Kiểu what the fuck, đúng không? Thì mình đã chạy một cái script để nó tự export ở đây hết. Mình nhớ là mình đã làm như vậy. Thì đó, trên zh á, nó sẽ có nhiều cái configuration ở trên đây, các bạn thấy không? Nó rất là nhiều luôn. Cái này là người ta đã làm sẵn cho mình hết rồi, thấy không? Còn có những cái ở trên đó thì là mình tự làm, chẳng hạn như cái nè, export ls color nè, rồi cli color nè, rồi prompt nè. Tại sao mà các bạn thấy cái prompt của mình khác với gì của Duy á, là cái dấu, các thấy bằng chuột đúng không? Cái dấu này nè, nó màu xanh lá cây, các bạn thấy không? Oh. Màu xanh lá cây. Tại sao vì ở đây mình chỉnh nó màu xanh green nè. Thấy không? Bây giờ mình chỉnh thành màu gì bạn cũng được hết á. Wow. Thì ở đây là sao? Sẹt n là tên của cái name á. Rồi cái sẹt m là màu xin. Đúng không? Rồi, f là cái dấu mình quên cái dấu này nè. Hai chấm hả? Không phải hai chấm nữa, hình như là cái đúng rồi, như cái dấu hai chấm này nè. Để mình lít vô lại tại nó cũng hơi ui. Đây nè, bạn thấy không? Đây là cái dấu hai chấm này đúng không? Rồi sẹt F nè, là cái dấu lộn, đúng rồi, folder. Cái này dấu chữ F là folder. Okay. Mistake. Green này thấy không? Rồi này nọ rồi nè. Thì các bạn sẽ thấy nè, đó. Khi mà mình CD vô Word nè, cái nó sẽ như thế nào nè, thấy không? Màu xanh đúng rồi, không? Oh, wow. Bạn, nếu mà mình đổi qua cái ZH của bạn nãy á, có màu xanh không? Không đúng cái không? Của mình bây giờ nó hư cái bát luôn rồi, đâu có làm được gì đâu. Thì bây giờ tới lượng bạn sửa cái đó nè, mình sẽ ok sửa. Ok. Rồi, thì mình lên hình ha. Ừ, lên hình. Rồi, thì mình có thể không biết sao cái này nó hoạt động được nữa. Thì nãy thấy cái này là họ cũng đang export những cái đúng rồi. Cái patch cũ của mình ra đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ mình phải copy nó và mình làm nó y chang như vậy. Ủa sao lúc nãy ở rồi, vậy thì mình giống như Khương nói là mình phải vô cái RC đúng không? Cái Vim RC hả? Ý nhỉ. Phải gì ở cái RC. Đúng rồi, RC. Ok, đúng thấy không? Bạn thấy bây giờ mình thấy là cái ZH RC của bạn nó kiểu plan đúng không? Clean trơn. Trắng trơn đúng không? Yes. Đúng không? Kiểu yes. Thành ra là lúc mà mình đổi qua ZH á, nó chỉ có biết vector à. Ừ. Đúng không? Thì bây giờ mình phải làm cái gì? Mình phải làm cái path như mình nói. Cái hàng này chỉ quá. Đúng rồi, mình phải copy cái đó. Thì cái syntax này của nó chắc có vẻ như là maybe it's what? Phải có quotation nữa. Dấu thiếu quotation. Đúng rồi, mình phải có quotation nữa. Nói rồi. Quotation cái mình hết hồn luôn, mình không biết cái đó.
How to delete a line in Vim ta? Ok cũng được. Mình xóa cái folder đi. Để tí bây giờ mình phải kích hoạt cái chấm zip hack này lại bằng cái lệnh là sort sorce vào cái file đó chấm zip hack. Rồi enter. Thì bây giờ bạn có thể quit. Bạn quit thử đi. Rồi mình làm thử lặp lại coi. Không, mình tắt cái đó luôn. Rồi ok. Lỡ xem một mình up show. Yeah. Yes. It's okay. Nhưng mà mình nói luôn ha, thì tại vì bạn duy xài cái terminal default á, nên cái khả năng customization hay là này nọ của nó khá thấp đúng không? Thì nói chung thì cũng có nhiều người xài. Yes. Nhưng mà đa số những cái người mà khung coi á thì họ đều tải cái iTerm về hết. Không biết tại sao, chắc iTerm nó dễ chịu hơn hay sao, nó đẹp hơn sao á, cũng không biết. Nhưng mà cơ bản thì nó là như vậy. Đó, nói chung thì mình đã biết được là sao. Cái shell á nó phải có một cái gọi là cái path đúng không? Cái path là một cái để mà nó biết được, nó lấy cái những cái binary để mà nó xài đúng không? Đó. Nếu mà không có cái path đó thì mình Khương đang nói theo cái Khương hiểu nha, không có lý thuyết nhập nhằng gì hết đúng không, nên thành ra là có sai thì chắc cũng chịu thôi. Mình chỉ cần biết là cái path đó, mình chỉ biết là cái path đó, nó nếu mà nó không có thì nó không biết gì nó xài hết. Nó giống như là trong Windows mà gọi là Windows environment á đúng không, giống như là mình tạo ra cái socket vậy đó, mình cứ quăng nó vô trong chổng, mình thấy cái nào mình thích xài mình đó. Thì đó, như Duy đã tự cảm nhận rồi đó đúng không? Trừ ngò luôn. Binary nào đó thì phải vô bin đúng không? Kiểu nó nhập nhằng nó cực không? Thì người ta đã làm ra một cái phương thức là thôi tao tống cho mày cái đó, tao quy định sẵn luôn. Cái nào trong path thì mình xài được. Đó. Thì sau này Duy muốn kiểu như có cái binary nhỏ nhỏ đúng không? Mình muốn chạy. Nhưng mà mình phải CD vô trong chổng cực quá đúng không? Thì thôi bà nó mình export path luôn đi đúng không? Đó. Rồi sau này mình cứ nó sẽ hiện lên trên shell luôn. Đúng không? Cảm như là một cái tool nhỏ đi của mình. Đúng rồi, yes. Nó y chang như vậy đó. Vậy thì là cái binary đó lúc đầu Khương nói là mình làm cái gì mà login vô cái là nó hiện ngày tháng gì đó. Thì chắc đúng mình rồi, phải viết một cái. Đúng rồi. Nó cũng viết như vậy luôn. Nó cũng viết cái đó là nó giống nếu mà search trên Google á thì nó là tại vì trong GitHub á cái folder của GitHub á nó có nhiều cái customization lắm. Nếu mà như search á thì gọi là how to customize GitHub này nọ. Thôi thì bây giờ mình tới cái lúc mà mình tải Oh My GitHub đi ha. Đúng rồi, vô cái đó đi. Bây giờ hay sao pha lỡ hết. Sao pha lỡ hết. Tốn 15 phút thì mình cũng hiểu là shit, mình thấy có một cái đặc biệt đó là hồi xưa trên lúc mình xài cái patch á, lúc mình CD vậy á, nó không có hiện đẹp đẽ như thế này, mà giống như là có vẻ như nó không có gợi ý đúng không? Nó mượt hơn hay sao á? Đúng rồi. Trong một cái mà GitHub á là cái completion á, tab completion á, completion á của nó nhanh hơn. Lúc mình xài bát thì mình thấy nó hơi giật tí xíu. Cái này có vẻ nó nhanh hơn. Cái này thì nó nhanh hơn. Đó, nó hình như nó cũng là trải nghiệm của mình khi mà mới chuyển qua chứ. Cái thằng này nhanh quá bạn ơi, sướng quá. Nhưng mà hay cái lệnh này ha thì nhìn đâu đó chắc nó cũng tải cái một cái SHAC là một cái sales script đó. Đúng rồi, sales script từ chuyên ngành đó là sales script. Ok, mình thấy nó mấy cái này mình thấy nó cũng hơi nguy hiểm nha. Nó bây nó giờ về xong mình nó lên cho mình luôn. Bạn thấy bây giờ nó màu xanh chưa? Đấy rồi, thấy có mày cái đầu nó màu xanh chưa? Thấy. Bạn thấy bây giờ nó nhanh không? Kiểu wow. Nếu mà nói chung thì mình cũng rất là thích kiểu như những cái terminal nó kiểu như nó nhiệm màu lắm, nếu không bây giờ bạn còn lỡ hết thôi. Mình không biết được là hết được không nữa, mình thấy nó đụng gì tới cái không sao. Nó giúp cho bạn xịn hơn, hứa luôn. Oh My GitHub giúp cho những người xịn hơn. Bây giờ nó có màu đúng không? Sorry khi mình có item rồi, mình không xài thôi. Thôi kệ đi, mình xài nào cũng được. Bây giờ này nó hơi nhiều. Ra đây ha, cho nó gọn lại. Thì thấy là những cái này, cái folder nó lên màu thì khá đẹp. Thì nó chỉnh thôi, nhưng mà cơ bản là nãy như mình bạn đâu có cái chữ ZK A cộng ZK gì đúng không?
Đúng rồi. Đúng không? Thì nó sẽ nằm trong cái configuration của nó. Thì tuy nhiên bạn có thể nghiên cứu sâu về cái OMIZH cũng được, nhưng mà bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn một cái plugin, một gọi là siêu nhiên nhất của ZH mà ai cũng muốn xài, ai cũng nhìn ngầu ngầu, nó là Power Level 10K. Tên gì bán nào vậy? Bạn sợ đi, Power Level 10K. Cái này nó giống như cái gì mà Goku gì á, hồi xưa đo gì đo sức mạnh, đo sức mạnh Goku đo. Thì bạn thử ấn Power Level 10K nó sẽ ra cái cài cái đó vô là soi là bể kiến rồi không? Tôi bên nộp bằng list liền. Có 9 là như, mình nhớ có 9K luôn á chứ không phải là có 10K không. Mày thử sợ đây có 9K luôn. Ừ. Đó, bao lời bao lời. Mấy cái chip hấp dẫn. Đúng rồi. Wow, 21K luôn, chất lượng. Nhưng mà là bạn biết là có 21 thằng như mình kiểu thế này, xịn quá bro. Thì bạn kéo xuống thì nó sẽ có những cái hướng dẫn để mà mình đo, thấy nhìn quen không? Quen, quen. Nhìn cái dưới cùng là quen lắm nè. Ờ đó, thì kiểu như của người ta đẹp á là do người ta nghiên cứu, người ta học thêm về cái cách mà người ta gọi là sao ta, sử dụng cái strip á. Ừ. Nên người ta mới customize được, giống như mình nãy mình nói á, mình thích cái chữ đúng không, giống xanh lá cây đúng không? Của mình thì nó đơn giản hơn đúng không? Nhưng mà của người ta thì họ có khá khá màu mè. Thì bây giờ mình thử mình tải cái Power thêm cây này về ha. Nó cũng dễ lắm. Thấy không? Thì nó có hai kiểu ha, install manual và OMIZH. Mình không biết là Di Béo chọn cái nào, chắc OMIZH đây, tại mình cũng mới cài OMIZH gì nè. Yes, thì mình thử click vào xem. Oh, thì mình nó bắt clone repository à? Đúng rồi, clone về. Xong cái rồi mình phải set GSH phim trong cái GSH suột. Ồ. Nó hiểu không? Bây giờ bạn bắt đầu ngờ ngợ ra chưa? Thử đi Di Béo. Trời, nó patch gì nè, đặt cái không. Biến variable gì nè. Bạn đừng lo, cái này là đồ xịn. Lúc nãy mình có thấy cách manager mình cũng coi nè. Ồ, manager thấy nó straightforward hơn nè. Đúng rồi, thì nó kiểu là nó sao, nó clone về đúng không? Xong rồi nó echo cái đó đó vô trong cái ZH với cái lệnh là suột đúng không? Thì như mình nói đó, cái suột á là nó sẽ kiểu như enable kích hoạt cái đó đúng không? Thì nó lại cái kiểu manual thì nhìn nó có vẻ kiểu nó nhìn straightforward thiệt. Mình thấy cái này là mình thấy quen quen là nó pipe vô, nó pipe cái file đúng đó, rồi, nó ghi xuống một hàng đúng không? Cuối phải cuối thì thấy nó có vẻ tình trạng append á, tôi chắc mình sẽ dùng cách này. Thấy chưa, nó chưa đâu đâu cũng chạy về manual nhìn. Cái này mình thấy tiếp rồi, nó làm nhiều cái ghê quá, mình nóng vậy nè, mà nhát quá, mấy này người ta xài 21K xong rồi chết được. Git clone rồi đó, xong rồi mình chạy thêm cái lệnh thứ hai nữa gì. Chắc nó báo ra quá, xong rồi nó báo ra. Đúng rồi, nó sẽ báo ra. Thì nó báo không trong cái hết mà nó báo ra trắng thì nó xịn thôi. À nhầm, echo này nó báo xong rồi, nó báo ra xong rồi mình lại. Không, có nghĩa là echo á, có nghĩa là đúng rồi. Cái output của thằng này vô cái input của thằng kia. Khá vậy nhưng mà mình bây giờ mình lại coi thử là trong trọng có gì đúng không? Cát thử. Mình là front end engineer, mấy cái này mình cũng mới học đây rồi. Cái gì mình nói sai các bạn thông cảm với mình nha. Vim, ZH, RC. Đúng rồi, mình có coi. Đó bây giờ nó thấy không? Nhưng đúng không? Nhưng mà bạn thấy không? Đó, sụt kìa. Power level đúng không? Nhưng mà nó cái đó bạn thấy nó có đầy đủ không? Đầy đủ. Nó tự tạo cho mình thấy không? Kiểu như GSH phim này nọ. Nhưng mà bây giờ bạn chắc là bạn xài Power. Bây giờ khi bạn cài xong đúng không? Thì bây giờ mình phải activate nó. Bạn ra ngoài bạn ấn cái mình chú ý là cái nãy mình thêm vô cái path gì đó nó không còn nữa nè. À nó kiểu như nó bây giờ nó sau khi lúc mà GSH á nó chuyển vào một cái file khác rồi bạn thấy không? Đó, cái lúc kiểu lúc đầu
lúc đầu cái ôm GNH hay nó drive rồi nó làm gì nữa đó. Đúng rồi, nó drive lên và nó chuyển lại hết tất cả những cái đó vô một cái chỗ nó lấy hộp cho bạn. Nè. Chắc chạy quá. Bây giờ mình thử tắt mình mở lại đi là mình biết liền. Đúng rồi, biết liền à. Nó đổ ra cho bạn hết rồi, kiểu sorry nha, có con mèo nó đang lên sao, nó kêu sorry. Oh no. No cat. Còn nghe mình nói không? Nghe. Ok. Rồi, quit. Oh. Đó, thì rồi thì bây giờ có nghĩa là bạn đã tới cái gì? This is power level 10k configuration wizard. Ok. Does it look like a diamond for you? No. No. Tại sao bạn biết tại sao nó bị gì không? Do cái terminal này nè. Đúng rồi, cái terminal này nè. Nếu bạn sử dụng iTerm á, it's a different story. Đúng không? Nó sẽ có gì khác. Nó support nhiều font hơn, nhiều màu hơn. Đúng không? Does it like a lock for you? Chấm hỏi. No. Does it like a lock? No. No luôn. No luôn. Does it faster? Mật hơn, cao hơn. Mày cao hơn nhỉ? I don't know. Look like but taller and faster. Đúng rồi, yes, yes. Đúng rồi. Mật hơn mà. Có vẻ như vậy nó lên màu rồi. Đúng rồi. Mình chọn cái màu nào? Clean, classic, rainbow và pure. Rainbow đi. Rồi muốn thì là mình... unicorn hay là ASCII? Ê, cái này thì sao ta? Cái này thì bạn Khương có kinh nghiệm gì không? Khi mà lựa chọn không? Mình thì mình sử dụng cái thường thì mình dùng cái unicorn. Tại vì cái ASCII á nó nằm trong cái bộ unicorn luôn. Ừ. Hiểu không? Unicode để mình tiếng Việt của mình như là Unicode. Yes, còn ASCII có nhiều lúc nó khùng khùng nữa, mình không, tại nó nhỏ hơn mà. Unicode nó nhiều hơn. Yes. Mình lỡ ấn cái gì rồi? Anh nhá, mình lỡ ấn cái gì trên bàn phím rồi? Nếu chắc mà bạn ấn là bạn phải reset lại từ đầu á. Reset lại đi. No. Sorry nha. No. Nè, các bạn thấy không? Những cái việc làm trên terminal đó, nó kiểu precise lắm. Bạn mà kiểu ấy chích cha lỡ phát cái này ấn của nó không cần mình khó, nó không cần mình enter nữa chứ mình chỉ cần nhập số thôi. Đúng rồi, bởi vì UI ấy động UX tèo quá nó vậy á. Cái này hả, 24 giờ hay 12 giờ format? I mean like MacBook nó có khung giờ cho mày không? Luôn 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 thôi, mình thấy là mình no, mình không có chờ để giờ hết á. Flat hay là blur? Mình thì mình xài flat chứ blur thì ủa sao blur nó nhìn phèn gì đó. Tại vì sao biết không? Nãy bạn chọn mấy cái chấm hỏi á, bạn không thấy được á, nó đâu có render được mấy cái đó, hiểu không? Thì bạn phải đổi cái terminal khác. Bởi vì tại sao mình xài iTerm vậy? Hiểu không? Giờ mình cứ thử tiếp, mình thử tiếp đi. Rồi bạn thử tiếp đi, đó, thấy không? Cái đáng lẽ cái blur này á là cái vuông vuông tròn tròn đẹp đẹp của người ta á. Thì đâu, của bạn đó cái blur á. Đó mấy cái này nè, mấy cái đẹp đẹp này nè, đó cái blur của người ta đẹp không? Oh my god. Thấy không, còn của bạn kiểu đó thích cái mũi tên này nè, thích cái mũi tên này nè, có luôn. Thì bạn vô mình chọn, vô chọn là được rồi, chọn đi. Sắp tới chắc là flat đi. One line. Compact có sai là cái gì đây, khác gì ta? Nghĩa là nó chẳng hạn như on master rồi đó, nó kiểu như mấy cái information mà nó cũng git đúng không, hình như cái này cũng git. Đây, cái này là cái gì đây? Transit forms. Kiểu như là nếu mà bạn ấn liên tục lệnh á thì nó có hiện ra cái prompt không? Như bạn thấy không? Mình thấy là cái no ở dưới là nhìn nó bình thường á, còn cái kia đúng rồi, đúng rồi. Mình thấy cái no với cái Z ở trên nó kiểu the fuck lắm. Mình không hiểu. Đó thì instant prompt mode thì mình chọn verbose để mình biết có install cái gì. Ok. Apply changes. Yes, dĩ nhiên. Còn nếu mà bạn no là bạn tự làm mình đó thì bạn sẽ thấy không? Đó. Nó có backup cho mình cái đúng rồi, cái cell trước của bạn. Còn thích power 10k no job. No job. Đó thì lỡ thôi là bạn sẽ thấy
Thì cái những cái khác này thì bạn phải tự lo thôi, bạn tự customize lại, đúng không? Hoặc là bạn đi ăn cắp luôn bà. Không biết cái dấu tích đây là cái gì ta? Phải nói cái dấu tích ai comment, comment nó hoặc nó được thực thi. Mày thấy không? Mày ăn thử AWD bậy bạ gì đi. Cái gì vậy mà đánh lại? I don't know, nhưng mà bạn làm được đó hay không? Ok. Rồi, thì bây giờ mình mở thử cái item ha. Cái item chó hàng xóm nó kêu dữ quá. Bạn cài chưa? Mình chưa cài sao? Cài rồi. Legacy. Đó thì nó sẽ phải update kiểu đủ trò hết. Đó thì bây giờ nếu mà bạn cũng vậy. Không, thì bây giờ mình phải chạy lại trên đây, đúng không? Bạn chạy lại trên đây thì bây giờ mình phải vô mình lại là nó ghi là nó có cái lệnh đó là bơi 10k configuring. Cái gì đây, sao item nó mình configuring đúng không? Nó ghi nó có cái lệnh ở trên đó. Đây. Đúng rồi mọi người. Cái chuẩn bị vô là đi luôn. Ủa sao trên đây nó nói mình cài phong mà sao? Thì bây giờ thì thằng này nó support được, thằng kia nó không support được bạn. Thôi mình dét đi cho đầu đi, hiểu không? Hèn gì. Bạn thấy chưa? Đó là lý do tại sao mình xài item. Tại vì item cái thằng kia đầu bùi quá, hiểu không? Tôi chết chứ không được nói. Mình biết cái lẽ này nha. Rồi bây giờ mình restart thôi. Restart item fit. Section. Chết rồi, bạn được không sao được. Đứng lại đi. Ý no. Bạn phải quit cái đã, restart cái đã. Comment quy nói lại. Chắc ấn lại ha, ấn lại thử xem. Rồi. Thì bạn sẽ thấy kim cương. Thấy chưa? Wow. Yeah. Debian logo luôn, ui dữ vậy. Nó xuất được cái logo của Debian luôn. Cái bon xịn hơn đúng không? No overlap. Yep. Yeah. No overlap. Yep. Không có chồng lên nhau đúng không? Đó, thấy chưa? Đó, mình nói bạn mà thấy chưa? Cái phone A Bùi đó. Số 3 liền, nói nhiều. Unicode. Unicode liền. Angle nó hả, cái gì vậy chạy? Có nghĩa là cái này nó cái separator đó, nó là xẹt ngang tròn hay là rồi mình thấy rồi trời ơi sao overflow nó nhìn nó cũng rõ ràng mà hơn rồi nè. Còn không thì bạn dùng shop kìa hay là round thì sáp đi nó rồi phía sau của nó thì chắc chắn mình nghĩ bạn chọn số 3 thôi đúng không, hay là số 4. Số 1 để dành cho nó thẳng như cái terminal á. Compact liền. Ui, mini icon, ui nhìn ảo vậy. Đâu ta? Apple logo nữa kìa. Đó, mày muốn sao thì nó có vậy hết á. Còn size đi cho nó dễ nhìn. Fluent nó có khá lẽ nó dư quá. No bubble. Còn dép. Yeah. Wow. Đỡ phiền hơn từ đỡ khi phiền hơn. Đỡ phiền hơn. Mày thấy chưa? Bây giờ mày thử CD vô cái folder rồi đi là nó sẽ có. Đó không? Mà nhìn nhưng mà thấy là cái cục xanh bên kia nó không có clean đúng không? Tại vì có cục dấu đen bên kia nó có clean không? Nó không có clean đúng không? Ừ. Mày thấy không? Mình có thể configure nó luôn. Nó nằm ở trong cái gọi là OMIZ tag configuration đó. Vim. Cái đó folder hay sao á? Cái đó folder, Hay là power 20k gì á. Ý là bạn nói chung là duy nên search là đúng rồi, cái này chắc nên search quá. Nên search là customize bơi 10k gì đó, đúng không? Để cho chắc, hiểu không? Tại mình kiểu mình cũng không có. Nó nằm trong trọng á. Phải không mà nó nằm trong vi không? Đây nè. Vim vi 10k đó, GSX gì nè. Đúng rồi, ngoài đó. Đây nè, nói nè.
đúng rồi, nó đây là kéo xuống thì là mình biết coi phải nó không, kéo xuống đi. Rồi nó đó, đây là đích thị là nó. Và bạn sẽ thấy là gì kéo lên đi, nó có nhiều cái lắm, đọc từ từ là thấy rồi. Kiểu như nè, nó có bên trái bên phải, hiểu không? Ở giữa, ở dưới, ở giữa. Nó ghi là gì nè? Đâu rồi? Nè, thấy không nè? The list of segments show on the left. Là left là cái OS icon đúng không? Cái D với cái VSC kìa đúng không? Git started đúng không? Đúng rồi, cũng mình đúng. Đúng rồi, rồi ở dưới nữa, dòng số 41 là right. Right hay nó comment à đây. Right nó nhiều hơn phải không? Rồi status, rồi comment execution time. Mấy cái này mình đâu cần đúng không? Thì mình có thể comment nó ra. Cái status chi đúng không? Mình đâu cần đúng không? Đó thì mình comment nó ra. Nãy tôi nói là mình phải short lại ha. Đúng rồi, mình sẽ short lại. Rồi bạn đó, clean đúng không? Clean code. Clean liền. Bạn muốn đổi mạng hay không á thì bạn phải vào trong trọng đi sửa. Thấy không? Rồi. Còn cái nãy Khương là nó có cái gì mà tên tuổi đồ của mình là nó cũng đúng rồi, cũng trong cái tên cây đó. Cái tên cây đó luôn hả? Không, cái đó là mình interfere, có nghĩa là mình override lại cái environment mà đã cái ZH nó có sẵn, hiểu không? À, cái đó là cái biến là prompt, ls prompt, cái prompt á nãy mà bạn thấy á, thì mình cái đó mình đọc sơ sơ thôi, là mình muốn cái đó mình thay đổi cái đó thì mình kiếm cái keyword đó thôi, chứ mình không có đọc hết những cái ZH rồi cái những cái biến environment nào của nó nữa, hiểu không? Mình chỉ biết cái khúc này nè, tôi muốn cái này nè, nó như vậy. Còn nếu bạn thích đó thì mình tìm hiểu thêm, nó có nhiều đường link lắm. Rồi, cũng thì vui vậy là cái ZH vậy, oh my ZH cũng như là nó quản lý những cái plugin bên trong đó, là cái 10K là một cái bộ theme cực khủng, đúng rồi, mình cài vô. Nếu mà mình không có cài theme là mình phải manual như Khương, custom là cái prompt để mấy cái syntax gì mà phần trăm a cộng rồi đó, thì nó nhìn thấy nó giống như là filter hay cái gì đó. Đúng rồi, nhưng mà nó cũng hơi cực đúng không? Nhưng mà kiểu mình khổ dâm thôi, mình thích vậy. Cái này nữa nha, cái này nhưng mà tại vì mình thấy nó màu mèo quá mình thích thiệt. Nhưng mà cơ bản thì với lại nha, cái mình để mình nhớ rồi mình tính nói gì ta. Cái bass thực sự nó cũng có một cái giống như OpenZH luôn. Mình cũng từng cài rồi, nhưng mà mình quên tên nó rồi, tại vì mình cũng không thích nữa. Tại vì lúc mà chỉnh ra nó màu mèo quá, nó phân tâm, cái độ nó kiểu nó choáng chỗ nữa. Nên mình không thích nữa. Nên mình cứ tạm bợ mình xài cái tại vì mình thích Ubuntu mà, mình thích có cái username, đúng không? Rồi có cái machine name, rồi nó có cái xanh xanh để cho mình biết là mình đang ở cái directory thôi. Đó. Thì nó như vậy đó. Thì nãy giờ hôm nay mình cũng biết, chúng ta cũng tìm hiểu sơ sơ là path này đúng không? Rồi mấy cái đó liên quan. Thì để coi cái câu hỏi này đúng không ha? Giới thiệu đúng rồi, tree folder. Rồi ok. Cái tree này folder là cái tree á, là một cái phần mềm mình cài thêm. Ok. Cái tree đó thì nó khá được, mình nghĩ là mình có được, mình tự tay mình có được, nhưng mà please don't build that, hiểu không? Tụi nó làm đẹp lắm rồi. Thì mình chỉ cài thôi, mình không mình build install tree thôi là được rồi. Tree là một cái binary mà đúng rồi, bên Mac á, thì mình có một cái quản lý thư viện để đào ra binary khá xịt như là homebrew đúng không? Đúng rồi. Cũng như là nó là cái sạch thử. Homebrew install tree. Đó. Formula. Yes, nó có luôn. Thì để coi các bạn biết là tree nó làm cái gì ha. Tree nó là display directory in the form S3 hiểu không? With output option bla bla bla, thì mình chỉ cần cài nó thôi là được rồi. Thì giống như là trong thường mình... dạ, nói thì thường đó thì mình khi mà mình cài mấy cái thư viện của Brew vô á, tự nhiên nó update hết những cái thư viện mình trong máy mình luôn. Đó, và đợi cái đó rất là lâu luôn, nó thiệt luôn á, đợi cũng phải tầm 10 phút.
không biết là do máy bạn chậm hay sao, nhưng mà máy mình nó nhanh lắm. Chắc do là bạn mình chỉnh một cái option nào đó mà bạn không biết. Giống như là nãy nãy vô cái gì khác của bạn không? Kiểu there's no path bro. Khi mà bạn migrate qua, không có path nào đâu đúng không? Không có path nào, mất tiêu hết luôn. Hiện tại là cái mình cài với là Flutter được cắt nó cũng bay màu luôn. Vậy thì bạn sửa lại thôi, thấy không? Mình sửa lại thôi. Thì bạn gợi ý cho mình sửa là bên trong cái VMRC. Đúng không? Mình cứ nhầm. GRC. Ok. Thì thấy nó có nhiều hơn nè. Thì bạn có, hoặc là bạn đúng rồi, bạn có thể sửa đâu mà nó kiểu như export path được á. Bây giờ thì cái OMIZH nó đang quản lý hết những cái path của bạn, đúng không? Thì bạn có thể hỏi coi là mình đặt cái path mới trong OMIZH hay sao, nhưng mà thực sự thì bạn có thể có thẳng trên đây được luôn, hiểu không? Mình có thể export bình thường luôn, nhưng mà như mình đã trên mạng. Mình export bình thường luôn cũng được, không sao nữa. Nó tại vì nó load cái file này trước, hiểu không? Nó load được cái file này nè. Nó thấy thằng này có cái lệnh giống như là lập trình thôi mà, nó cứ đọc từ trên xuống, nó thấy này sao để làm vậy thôi. Hiểu không? Còn ngoài ra mà nếu mà nó quản lý như thế nào thì bạn nếu mà một người ngay ngắn như mình thì ok. Không phải ngay ngắn á, kiểu như dọn dẹp thay đi lại những cái structure thì bạn kiểu làm trong cái font chấm profile như mình á, bỏ vô. Còn không thì cứ biến đại như này thôi. Này đúng không? Biến đại như này thôi. Rồi. Kiểu giống như là cho nó thực thi cái lệnh đó thôi, thấy không? Tại vì mở sale lên nó lót trở liền mà. Nên ra. Okay. Với lại cái gì ta mình tính nói gì ta? Cái tree thì cứ cài cái tree là vô được vậy cái thôi. Cái tree cài chắc gọi lại chắc nó chạy á. Dạ, thì chắc hôm nay cũng một tiếng rồi, chắc cũng ok rồi ha. Yes, cũng nói chung là còn bạn có câu hỏi gì chẳng hạn như anh em mình chia sẻ cũng đã cài được thành công cái đó migrate qua thì tại sao mà những cái người lập trình đó họ thích sell á, thì như bạn thấy rồi đó, cái việc cài á, cái việc customize á, nó có khá là geek đúng không? Nó nhìn nó tech đúng không? Mình interfere với những cái low level đúng không? Mình không phải low level nhưng mà mình kiểu làm người ta khó hiểu mình đang làm cái gì đúng không? Cái lỡ nãy mình ấn không được là mình cũng lạnh người. Mình cũng lạnh người, mình mới ôi trời. Đúng là Duy nhanh trí hơn á, Duy nói là nó như vậy, đúng không? Thì bạn đang đọc cái đó thì nó ghi là this section show configuration file for popular shell, bạn thấy không? Thì bash profile đó, nó là nó không nó chấm profile chấm login, bạn thấy không, nó ghi là login logout kìa đó. Ở dưới không là những cái lúc login á thì mình sẽ có những đoạn code chạy trên chển, rồi những logout mình sẽ có đoạn code chạy trên chển để mình customize. Thực sự thì cũng có nhiều người họ đó, như bạn thấy không, GSH thì nó có những cái file nó gọi là G login này, G logout này, thấy không, G profile, G environment này, thấy không, thì nó sẽ highly configuration hơn. Thì nãy như mình cũng thấy cái chấm profile là cái file bash của mình hồi xưa đó. Đây không? Nó cũng ghi là đúng rồi đó, thấy không? Chắc là lúc đó mình cũng không biết gì, mình cũng làm đại, đúng không? Ai biết được, tự nhiên nó thành công. Cái đó là cái journey của mình ha, nhưng mà mình cũng biết sơ sơ về kiểu bash profile rồi GSH này nọ blo vậy. Đủ xài. Đúng không? Okay. Đó, thì mình cũng có cái kinh nghiệm á, là mấy cái mà package á, mà mấy cái cộng đồng lớn họ support mình tải mà kiểu như là ấn download về xong rồi cài đặt liền á, thì có vẻ như là họ cho cái đó vào trong một cái binary khá là good. Như là ở đây mình đúng có không? Làm cái về .NET nè, thì lúc đó mình cài á, Microsoft nó cho mình một cái bộ tải về luôn, nó ấn UI thôi là nó tự đặt phòng, nó đưa vào binary. Đúng rồi. Còn như cái thằng Flutter là tự làm đi con. Kiểu ráng đi con như vậy. Nhưng mà bạn thấy đúng không? Cái mà người ta sẽ xuất ra một cái production cho mình đúng không? Họ đã tính tới cái việc là hệ điều hành này cái path như thế nào để ghi vào đó đúng không? Rồi xài sao? Rồi sao? Bạn mới thấy là những cái mà nó hoạt động trên shell á, người ta planning rất là kỹ. Đúng không? Người ta rất là kỹ. Tại sao mà những cái programmer như mình đó, hay là bạn đó, thích cái shell là gì á? Tại vì cái khả năng mà nó lít một phát chơi được liền, hiểu không? Người ta sẽ làm một cái file đúng không? Xong người ta sẽ ghi hết những cái step những cái khổ công, những cái khổ cực mà người ta đã gặp phải vô đúng không? Xong người ta chỉ kiểu
một cái pet nó chạy từ trên xuống dưới đúng không, nãy nó update GitHub đúng không, GRC đúng không, nó viết cái trong chổng rồi nó sửa rồi nó đủ kiểu đủ trò hết, nó làm những cái backup này nó hết. Còn đúng là UI cũng làm được, nhưng mà UI thì thực sự bên dưới nó cũng có khi là nó gọi những cái tool này đó, cũng có những tool nó chỉ có thể chạy trên command line thôi, nó không thể chạy trên UI được. Đó, giống như thì tại vì cơ bản thì lúc đầu người ta làm, bạn nên nhớ rằng là những cái command line này nó có trước UI, có trước những cái graphical á, lúc mà người ta ra cái MS-DOS đúng không, người ta ra cái Linux, cái Unix thì nó người ta cũng đánh bằng tiếng thôi. Rốt cuộc thì sao, tất cả mọi thứ nó cũng quay về cái binary đó đúng không? Oh yes right, kiểu làm sao được đúng không? Visual nói là fancy, thật sự fancy thì nó có khi nó cũng chỉ gọi về những cái này thôi. Giống như bạn lập trình mà bạn biết mà JSON nó cũng mấy cái dòng data chữ cái quả táo là apple đúng không? Xong các bạn phải lấy cái hình apple bạn represent nó đúng không? Nhưng mà thật sự là gì? Có cái dòng chữ à? Right? Oh my god, it's like string đúng không? String này nó it come down to that. Phát. Thì mình thấy là một trong nổi tiếng nhất là cái tool Git đó. Git yes. Thì nó có nhiều rất là nhiều những cái tool GUI để mình xài, nhưng mà mấy cái GUI nó cũng gọi xuống cái comment line hết. Yes. Kiểu rồi. Thì để mình chắc mình wrap up luôn ha, cũng một tiếng rồi ngoài. Một tiếng khá lâu. Rồi. Thì để mình chiếu lại cái banner là cảm ơn nếu mà mọi người có xem được cái này thì cũng cảm ơn. Nói chung thì bọn mình cũng có nói sai và có nói đúng. Yes. Cho nên là bạn nào coi được cái talk này, cái podcast, cái nói chung là cái buổi cùng nhau troubleshoot này á, cùng nhau chém gió, cùng nhau nói chuyện này á, thì cũng bỏ qua. Mình cũng hy vọng. Yeah. Nếu mà bạn nào thì cảm thấy hứng thú về những cái mà finding của tụi mình, cái tìm hiểu của tụi mình đó, cái mà tụi mình làm trong sao ta nói sao gì béo trải nghiệm hả, một cái những cái trải nghiệm hôm nay của mình, những cái lỗi mình gặp phải, những cái cách mà mình troubleshoot đó, và những cái hay ho tụi mình chia sẻ về những cái hay ho như là những cái tụi mình biết á, khi mà tụi mình troubleshooting thì tụi mình sẽ sharing. Để mà bạn nào có những cái câu hỏi, những cái topic nào thì cứ lên cái Facebook của tụi mình GDC để mình chắc mình banner luôn đi. Cái này nó cũng nhanh, mình gõ bằng tay luôn. Thì cơ bản thì tụi mình cũng chỉ là học sinh, sinh viên thôi. Thì đây là cái cách mà bạn có thể liên hệ tụi mình. Hy vọng mình gõ không sai. facebook.com/gdsu.hsu. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã theo cái podcast này của tụi mình ha. Rồi, thì ở đây mình có cái outro rồi, tụi mình sẽ goodbye các bạn. Ok. Nói chung thì để mặt luôn hay sao gì? Cái này cái outro mày. 我 chắc tắt record được rồi đó.